Kính thưa Phó Giáo sư Thành và kính thưa các quý vị đồng nghiệp, thì sau đây tôi xin chia thay mặt khoa dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xin chia sẻ với quý đồng nghiệp và quý vị về vấn đề là hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân nhiễm COVID tại nhà, đặc biệt là vấn đề hậu COVID. Sau khi nhiễm COVID thì có những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng cũng như cái vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân hậu COVID hiện nay là vấn đề được rất nhiều người quan tâm ạ. Thế thì thứ nhất là về dinh dưỡng trong điều trị COVID tại nhà, thì như chúng ta đã biết là cái vai trò của dinh dưỡng thì tôi cũng không muốn nhắc lại nhiều nữa. Nhưng có một cái đặc điểm mà rất nhiều các thầy cô, các anh chị đi điều trị bệnh nhân COVID-19 thì cũng đều hay có đặt một câu hỏi, tại sao bệnh nhân COVID có cái tình trạng dị hóa mạnh và sụt cân nhanh như vậy? Thì thực tế là ngay cả những cái triệu chứng của COVID khi mà chúng ta điều trị tại nhà thì chúng ta cũng đã thấy, như cô Đào cũng vừa phân tích, vấn đề là mất vị giác, mất khứu giác cũng như là vấn đề ho, sốt, tiêu chảy, nôn, trướng bụng, rồi là những cái tình trạng sốt làm cho bệnh nhân mất nước, bệnh nhân ăn kém. Thì đấy là những cái tình trạng mà ở bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, đấy là những bệnh nhân nhẹ cũng đã có gì làm ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống, thiếu dịch, thiếu nước cũng như ăn uống kém làm cho bệnh nhân cũng suy dinh dưỡng, bên cạnh cái tình trạng bệnh lý của họ là cái tình trạng giáng hóa rất là nhanh và tình trạng dị hóa rất là mạnh. Vì vậy là cái vai trò của dinh dưỡng thì khi mà bệnh nhân điều trị tại nhà thì chúng ta cần phải hướng dẫn cho bệnh nhân cái cách bổ sung nước, bổ sung điện giải cũng như cái thay đổi cái cấu trúc khẩu phần ăn, làm thế nào để bệnh nhân ăn được ít nhưng vẫn đủ được dinh dưỡng, thì đấy là điều quan trọng đối với bệnh nhân COVID điều trị tại nhà. Cái mục đích của dinh dưỡng sẽ là cung cấp cái chế độ ăn đầy đủ và cân đối theo nhu cầu của bệnh, và đặc biệt là giúp phòng teo cơ và suy dinh dưỡng, đặc biệt là cái tình trạng là mất khối cơ, mất mỡ rất nhanh của bệnh nhân COVID-19 để giúp là gì, phòng ngừa teo cơ. Và đặc biệt đối với trẻ em là chúng ta phải nuôi dưỡng cho trẻ như thế nào để đảm bảo là cho trẻ vẫn duy trì được sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Thế thì về nguyên tắc chung về dinh dưỡng thì nguyên tắc là chúng ta sẽ vẫn ăn đầy đủ và cân đối 4 nhóm thực phẩm. Tuy nhiên là để hướng dẫn cụ thể chi tiết từng người là ăn bao nhiêu là đầy đủ và bao nhiêu là cân đối thì cũng sẽ rất là khó khăn. Vì vậy là chúng ta sẽ lấy một cái nguyên tắc như này ạ. Đó là gì? Chế độ ăn bình thường của họ trong 3 đến 6 tháng vừa qua, mà là đấy chế độ ăn thông thường mà người bệnh không bị tăng cân, không giảm cân, thì đấy là chế độ ăn cân đối đầy đủ đối với cá nhân của họ. Và khi mắc COVID thì chúng ta sẽ cần tăng cường, nếu trong trường hợp họ ăn được đủ 3 bữa như bình thường của họ thì chúng ta không cần bổ sung thêm. Nhưng nếu như người bệnh mà ăn uống kém hơn thì chúng ta có thể bổ sung 1 đến 2 bữa phụ bằng các cái bữa phụ bằng các thực phẩm thông thường cũng như hoặc là các sản phẩm, các chế phẩm. Và đặc biệt đối với bệnh nhân COVID thì cái nhu cầu cái hiện tượng là giáng hóa protein, tăng tiêu thụ protein rất là cao, nên đối với bệnh nhân COVID kể cả điều trị tại nhà thì chúng ta cũng khuyến cáo là nên dùng tăng thêm 1,2 lần cái lượng chất đạm so với cái khẩu phần ăn bình thường. Đấy là một điểm lưu ý đầu tiên đối với bệnh nhân COVID. Cái thứ hai, cái tình trạng là kháng insulin dẫn đến tình trạng là phần lớn bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là những bệnh nhân ở mức độ ở tầng 2, tầng 3, mức độ vừa, mức độ nặng và nguy kịch thì đều có tình trạng kháng insulin, rối loạn đường huyết, tăng đường huyết. Vì vậy đối với chế độ ăn của bệnh nhân COVID thì chúng ta lại nên hạn chế cái lượng tinh bột, hạn chế cái carbon hydrate và đặc biệt là những cái tinh bột và nhóm chất đường mà hấp thu nhanh, là ví dụ như các loại đường ngọt đấy ạ. Và chúng ta cũng tăng cường các loại vitamin và khoáng chất. Thì vitamin và khoáng chất thì chúng ta sẽ lấy nguồn chính là từ các loại rau xanh và hoa quả. Thực tế là ở Việt Nam thì chúng ta có rất nhiều các loại hoa quả, đa dạng các loại hoa quả và cung cấp đầy đủ được các vitamin và khoáng chất, thì chúng ta có thể cung cấp từ nguồn thực phẩm thông thường ạ. Và đặc biệt là bệnh nhân COVID-19 ở nhà thì thường có những cái triệu chứng là sốt hoặc là có tình trạng là ho, có đờm, thì cái việc bổ sung nước cho bệnh nhân là rất là quan trọng. Thế thì có nhiều cách tính lượng nước, thì chúng ta có thể tính là gì ạ? Là tối thiểu là 2 lít một ngày. Tuy nhiên chúng ta có thể tính theo cân nặng ạ. Người trưởng thành thì chúng ta có thể tính là gì ạ? Là 35 đến 40 ml nước trên kg cân nặng hiện có. Thì đấy là một cái cách chúng ta có thể tính bù nước cho bệnh nhân. Và nguyên tắc nữa là chúng ta cũng phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là tránh lây nhiễm trong gia đình khi mà chúng ta cách ly ở nhà. Về nhu cầu năng lượng thì về khuyến cáo thì là chúng ta sẽ 30 đến 35 kilocalo, nhưng như tôi vừa chia sẻ là chúng ta dựa trên cái chế độ ăn thông thường chúng ta vẫn ăn mà chúng ta đảm bảo ổn định tình trạng cân nặng thì chúng ta có thể sử dụng cái chế độ ăn đó. Và có quan trọng nhất là gì ạ? Là cách chế biến ạ. Bởi vì sao? Có những cái triệu chứng mà sốt thì chúng ta rất mệt mỏi và không muốn ăn, thì lúc đấy là chúng ta phải chế biến ăn dưới dạng thức ăn mềm, thức ăn lỏng, hoặc là gì bệnh nhân có ho, có
có ho, có nguy cơ có thể là gì ạ? Bị sặc khi ăn thì chúng ta sử dụng những cái thực phẩm mà mềm và được cấu trúc thực phẩm nó tạo cái độ kết dính để cho bệnh nhân này tránh cái hiện tượng là bệnh nhân có thể hít sặc, và lượng protein thì chúng ta cần tăng lên. Và một cái nguyên tắc nữa là chúng ta cũng hạn chế chất béo động vật, đặc biệt là những cái đồ mà chiên rán tạo ra các cái sản phẩm trung gian, khi mà các chất béo trung gian nó không tốt cho cơ thể, và giảm chất đường bột để giảm tránh tăng CO2. Cái việc tăng CO2 nó cũng làm tăng thương số hô hấp, nó dẫn đến cái tình trạng là gì, bệnh nhân có thể khó thở tăng thêm ạ. Còn về nhu cầu dinh dưỡng đối với trẻ em thì chúng ta, đối với trẻ em thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta cung cấp đủ dinh dưỡng so với nhu cầu hàng ngày của trẻ, và đảm bảo đủ các nhóm thực phẩm và hạn chế đường ngọt, đặc biệt là chúng ta nên cung cấp hoa quả, sinh nước sinh tố, trái cây tươi. Đối với lại cái thực hành nuôi dưỡng trẻ em thì chúng ta cũng cần cân nặng định kỳ, và có thể là theo dõi cái cân nặng của trẻ, và đặc biệt là chúng ta theo dõi cái tình trạng chán ăn, tiêu chảy, buồn nôn, nôn của bệnh nhân. Và đây là cách cái tính lượng dịch đối với trẻ em. Thì người lớn thì tôi vừa cái chia sẻ với chúng ta rồi, là người lớn thì là 35 đến 40 ml trên 1 kg cân nặng. Và đối với trẻ em thì là gì, trẻ từ 11 đến 20 kg thì chúng ta là 1.000 ml cộng với 50 ml cho 1 kg cân nặng, cho mỗi cân nặng sau 10 kg. Và đối với trẻ 21 cân thì là 1.500 ml cộng với 20 ml trên kg trên mỗi cân nặng tăng lên sau 20 kg. Như vậy là chúng ta có cái số liệu để chúng ta biết là gì, chúng ta nên bổ sung thêm nước bao nhiêu cho trẻ. Và đặc biệt là thì trẻ thì nên bổ sung các loại nước như hoa quả nghiền và các loại rau xanh theo nhu cầu của trẻ. Và đối với bệnh nhân COVID thì ở đây chúng ta cũng được nghe nói nhiều đến vấn đề là gì ạ, các vitamin và các chất khoáng, cái vấn đề là dinh dưỡng tăng cường miễn dịch. Thực tế thì không phải là đến thời kỳ COVID thì mọi người mới nhấn mạnh đến vấn đề miễn dịch, tăng cường miễn dịch của các loại vitamin và khoáng chất. Như là chúng ta cũng đã biết từ trước đến nay là vitamin A có vai trò giúp là tăng cường miễn dịch, đặc biệt là chúng ta rất hay dùng phối hợp điều trị cho bệnh nhân người cao tuổi cũng như trẻ em trong trường hợp viêm phổi, thì nó cũng hỗ trợ được cải thiện cái tình trạng đó. Rồi là các vitamin C, và gần đây thì cũng có rất nhiều cái trường phái và cũng có nhiều bài báo nói đến vấn đề về vai trò của vitamin C. Thì cũng có những cái trường phái các bạn ấy có đưa ra ý kiến rằng cái việc bổ sung vitamin C nó có ích hay không, tức là nó không có vai trò gì trong việc là giúp điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Nhưng mà chúng ta có quay trở lại ngược những cái nghiên cứu về cơ bản thì người ta đưa ra vấn đề là gì ạ, vitamin C nếu chúng ta dùng sớm từ cái giai đoạn mà mới bắt đầu nhiễm COVID-19, nhiễm virus, thì nó có vai trò là gì ạ, hạn chế sự tiến triển của viêm phổi cũng như là hạn chế sự nhân lên của virus. Thì đấy là những cái nghiên cứu rất cơ bản từ rất nhiều năm nay rồi ạ. Vì vậy là chúng ta vẫn có được khuyến cáo là chúng ta có thể sử dụng vitamin sớm, đặc biệt là gì, bệnh nhân điều trị COVID tại nhà. Tuy nhiên là chúng ta có thể dùng liều theo nhu cầu hàng ngày ạ. Đó là gì ạ, 85 đến 90 mg trên một ngày đối với người trưởng thành. Chúng ta cũng không cần sử dụng liều quá cao ạ. Và vitamin C thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy được từ các thực phẩm thông thường. Ví dụ như đây ạ, là 100g bưởi thì là đã có 95 mg vitamin C rồi. Có nghĩa là chúng ta ở nhà chúng ta chỉ cần ăn 100g bưởi thôi ạ, thì chúng ta cũng đáp ứng đủ nhu cầu của vitamin C. Đây là những thực phẩm rất thông thường ở Việt Nam được có rất nhiều ạ. Và ví dụ như chanh cũng là giàu vitamin C, hoặc quả kiwi, hoặc ổi, hoặc dâu tây, hoặc là ớt chuông, vân vân. Như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể nhận đủ lượng vitamin C từ thực phẩm thông thường. Về vitamin D ạ, vitamin D thì chúng ta thấy là gì ạ, từ thực phẩm thông thường chỉ cung cấp được khoảng 20% nhu cầu khuyến nghị thôi ạ. Còn lại phần lớn là chúng ta nhận được vitamin D qua việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vì vậy là trong cái thời kỳ COVID thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta giãn cách, chúng ta phải ở trong nhà, hoặc là khi mà mắc thì chúng ta cũng phải điều trị ở nhà, không ra ngoài. Vì vậy cái việc mà nhận được vitamin D từ ánh nắng mặt trời là chúng ta gần như không có. Và cái tỷ lệ như chúng tôi làm điều trị bệnh nhân ở bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 thì gần như 100% bệnh nhân là có thiếu vitamin D và thiếu rất là nặng ạ. Vì vậy là khi chúng ta trong thời kỳ giãn cách ở nhà thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể bổ sung vitamin D. Vitamin D liều thông thường là khoảng 800 đơn vị. Thì thông thường nếu như mà chúng ta không cung cấp đủ từ các thực phẩm thông thường thì chúng ta có thể bổ sung từ các chế phẩm ạ. Tiếp theo là các cái vitamin E cũng đóng vai trò là có thể gì ạ, hỗ trợ các cơ quan để giúp tăng cường miễn dịch. Các vitamin và khoáng chất ngoài ra thì chúng ta quan tâm đến vai trò của kẽm ạ.
Kẽm thì cũng được chứng minh trong rất nhiều thập kỷ qua thì nó có vai trò giúp điều hòa miễn dịch và điều hòa các phản ứng viêm. Đặc biệt kẽm cũng giống như vitamin A thì có hỗ trợ trong việc điều trị viêm phổi cũng như là tiêu chảy ở trẻ em cũng như người cao tuổi. Kẽm thì cũng rất giàu ở các thực phẩm thông thường mà chúng ta có thể có được từ thực phẩm thông thường. Ví dụ như là nhu cầu của người trưởng thành là 8 đến 10 mg kẽm một ngày thì hoàn toàn chúng ta có thể lấy được từ thực phẩm thông thường. Ví dụ như là hàu là thực phẩm rất giàu kẽm, là 100g hàu đã có 31 mg kẽm rồi ạ. Sò là 13,4 mg, như vậy là chúng ta có thể gì ạ? Ăn được khoảng 80g sò là chúng ta cũng có thể đủ cung cấp được cái lượng kẽm hàng ngày. Vì vậy là chúng ta trong cái thời kỳ mắc Covid tại nhà, chúng ta có thể tăng cường những cái vi chất dinh dưỡng này ạ. Và một cái vai trò nữa là omega 3. Thế thì chúng ta cũng đang nghe nhiều đến cái vấn đề là chất béo nguồn gốc động vật là chất béo no thì thực sự là không tốt, có vai trò có thể là gây tăng mỡ máu, những tăng cholesterol. Còn vai trò của axit béo không no nhiều nối đôi thì nó có vai trò là hạn chế cái việc là tăng mỡ máu, và đặc biệt là gì, đối với bệnh nhân Covid thì đó là cái tình trạng viêm, thì omega 3 thì nó có vai trò là hạn chế tình trạng viêm ạ. Thì khuyến cáo là chúng ta ăn tăng cường các thực phẩm nguồn gốc từ các loại cá, nhất là các loại cá biển thì nó sẽ ra rất giàu omega 3, và các loại hạt ví dụ như là hạt óc chó này, hạt maca, hạt chia hay là hạt điều đều là những thực phẩm giàu omega 3. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có cái thói quen là cái việc mà chúng ta tập phục hồi chức năng, tập thở vân vân thì chúng ta cũng cần thiết áp dụng khi mà chúng ta điều trị tại nhà. Sang phần thứ hai là em xin nói về cái vấn đề chăm sóc dinh dưỡng hậu Covid. Thì bây giờ vấn đề dinh dưỡng hậu bệnh nhân sau khi mắc Covid thì có những cái vấn đề là có những cái triệu chứng dai dẳng, ví dụ như vấn đề về hô hấp, tim mạch, thần kinh, rồi đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến dinh dưỡng như là cái tình trạng mà gì, bệnh nhân mệt mỏi, chán ăn, rối loạn tiêu hóa, mất vị giác, mất khứu giác, và đặc biệt là bệnh nhân cần chăm sóc các đặc biệt khi mà bệnh nhân teo cơ, suy dinh dưỡng, nhất là những bệnh nhân mà xuất viện, khi mà tự xuất viện từ ICU là cái tình trạng mà bệnh nhân có thể bị teo cơ, suy dinh dưỡng nặng, và đặc biệt là bệnh nhân có tình trạng rối loạn nuốt. Thế thì để khắc phục những triệu chứng của hậu Covid thì đối với dinh dưỡng thì chúng ta cần làm như nào ạ? Thì đây là những cái triệu chứng cụ thể, đó là ví dụ như chán ăn và nhanh đầy bụng, thì nguyên tắc là chúng ta sử dụng những cái thực phẩm dễ tiêu và chia nhỏ bữa ăn 4 đến 6 lần một ngày. Chia nhỏ bữa ăn cho bệnh nhân. Thứ hai là chúng ta cần tăng cường các thực phẩm giàu protein, và đặc biệt là chúng ta chế biến dưới dạng dễ tiêu hóa, ví dụ như là hấp, là hầm, chứ chúng ta không nên chế biến dưới dạng chiên rán, bởi vì càng chiên rán thì thực phẩm càng khó tiêu hóa. Và chúng ta có thể sử dụng, nếu như mà bằng thực phẩm thông thường mà chúng ta không đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng thì chúng ta có thể sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng thay thế. Và chúng ta cũng cần mà bổ sung vitamin và khoáng chất cho bệnh nhân nếu như mà nhu cầu ăn không đủ 50% nhu cầu khuyến nghị. Về vấn đề thay đổi vị giác thì chúng ta nên là có thể là gì, để thực phẩm ở mát, ở lạnh thì cũng có thể là giúp cho bệnh nhân bị, nhất là những người sợ mùi sau khi nhiễm Covid thì họ có thể sợ mùi thức ăn, thì chúng ta có thể cho bệnh nhân là gì, để mát, ngăn mát, ngăn lạnh thì nó sẽ giảm mùi thực phẩm. Thứ hai là cho bệnh nhân ăn những thực phẩm mà ít mùi vị trước, sau đó thì mới ăn những thực phẩm nhiều mùi vị ạ. Và cũng có cách là chúng ta bổ sung thêm gia vị, thêm đường vào để cho làm tăng cái đậm độ của vị của thức ăn ạ. Và đặc biệt là chúng ta có thể dùng kẹo chua hay kẹo bạc hà hay kẹo cao su trước và sau bữa ăn, thì có thể là nếu như mà bệnh nhân có miệng khô, và đặc biệt là chúng ta phải vệ sinh răng miệng thường xuyên. Vấn đề thứ ba là vấn đề rối loạn nuốt. Thì vấn đề rối loạn nuốt thì trước thì em cũng có một cái bài chia sẻ về rối loạn nuốt rồi. Thì đặc biệt là gì ạ, bệnh nhân Covid thì sau đó, sau khi xuất viện thì bệnh nhân, nhất là bệnh nhân sau xuất viện ICU thì họ có những cái rối loạn chức năng nuốt. Vì vậy là điều đầu tiên là chúng ta phải có hướng dẫn cho bệnh nhân cái chế độ ăn phù hợp. Đó là cái chế độ ăn mà nếu như bệnh nhân ngồi được thì phải là cái tư thế là cằm gập so với ngực là khoảng một đấm năm tay ạ. Và với tư thế nằm thì chúng ta phải giữ đầu cao 35 đến 45 độ để khi ăn. Và đặc biệt là gì ạ, với rối loạn nuốt thì chúng ta cần thay đổi cấu trúc thực phẩm. Thì hiện nay thì có những cái sản phẩm mà gọi là chất tạo đặc ấy, họ có thể pha vào thực phẩm, tức là làm cho cái thực phẩm có độ kết dính tốt hơn, và khi bệnh nhân ăn vào, bệnh nhân uống vào thì nó không bị hít sặc, thực phẩm nó sẽ trôi xuống đi xuống thực quản chứ không bị hít sặc vào phổi. Thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta có thể hỗ trợ vấn đề rối loạn nuốt cho bệnh nhân. Và phần cuối cùng đó là cái phần suy mòn cơ. Thì hầu hết bệnh nhân xuất viện khỏi ICU đều có tình trạng là suy mòn cơ, suy dinh dưỡng rất nặng.
Vì vậy là cái dinh dưỡng rất phải chuyên biệt và phải kéo dài cho bệnh nhân để khắc phục cái tình trạng này. Thì đó là một cái chế độ ăn mà chúng ta cần tăng protein ạ. Lượng protein chúng ta cần tăng thì sẽ phải tăng lên 1,2 đến 1,5 lần so với nhu cầu bình thường, và có những trường hợp suy dinh dưỡng nặng thì chúng ta cần phải tăng có thể lên đến 2 đến 2,5 lần so với nhu cầu bình thường. Tuy nhiên mà để một người bình thường mà ăn được lượng chất đạm mà tăng gấp đôi so với bình thường thì rất là khó. Vì vậy là thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt để hỗ trợ cho bệnh nhân, đó là những cái sản phẩm cao năng lượng, cao protein, và đặc biệt là gì ạ? Đối với bệnh nhân mất khối cơ thì chúng ta có sử dụng những cái sản phẩm có thành phần HMB. Và đặc biệt là với bệnh nhân suy mòn thì chúng ta cần phải bổ sung vitamin D cho bệnh nhân ạ. Thì đây là toàn bộ cái vấn đề về dinh dưỡng cho bệnh nhân hậu COVID thì em muốn xin chia sẻ. Vì thời gian có hạn nên là em cũng nói chia sẻ rất là ngắn gọn về vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thì em xin dừng bài trình bày ở đây ạ, và em xin cảm ơn các thầy cô ạ.